Xin chào tất cả anh chị em, đồng nghiệp, không đồng nghiệp xa gần. Các bạn đang xem cái video này, chúc các bạn có một ngày cũng như là tất cả các ngày còn lại luôn gặp những cái điều tốt đẹp nhất trong công việc cũng như là cuộc sống. Rồi đến với mọi người hôm nay một cái video nó rất là chi tiết. Về mình sẽ review từng dòng tông đơn, tông cắt cũng như là tông chân diện, chân lai đó. Mình biết được cái gì, mình sẽ nói như thế đó. Có nghĩa là những cái gì mà mình đã xài và mình đang xài. Còn những cái gì mà mình chưa xài, mình chỉ nghe thôi, mình không nói được ha. Đó thì mình sẽ nói từng loại, từng cái ưu cũng như cái nhược điểm của từng mẫu để các bạn xem, các bạn sẽ rõ hơn ha. Nhưng mà các bạn lưu ý, cái video này mình chỉ nói theo cái kiến thức hạn hẹp thôi, mình biết như thế nào, mình nói như thế đó thôi. Rồi anh chị em có thể lựa chọn cho mình. Đó, có dây hay là không dây, nó như thế nào, giá tiền ra sao, tiền nào thì của đó. Và nên nhớ đây là cái video chỉ là để tham khảo thôi, chứ các bạn không nhất thiết phải mua theo những cái sản phẩm như thế này. Các bạn nên nhớ ha, mình chỉ là mình tham khảo thôi. Rồi thôi, bây giờ không mất thời gian mọi người đó. Bây giờ mình đi xem vào cái chủ đề chính của video clip hôm nay. Để như mình nói đó, thì mình sẽ nói từng loại ha. Bây giờ trước tiên rồi ok. Đây, trước tiên mình sẽ nói dòng cái dòng Magic Clip này. Magic Clip này có lẽ là theo như mình thấy thôi. Nó là một trong những cái dòng tông đơn Mỹ mà không dây mà được anh em mà làm bà nói riêng và Tóc Nam nói chung ha, hầu như 10 người người ta biết đến hơn 10 cho đến hiện tại bây giờ. Hầu như thôi, chứ có thể là 9 hoặc 7 gì thôi. Đó, nó rất là tiện lợi. Cái dòng này thì nó có bản này, rồi có bản gold. Bản gold mình chưa xài, mình không biết. Thì các bạn cứ tưởng tượng đi. Nó cũng như là, nhưng mà giả sử như iPhone 10 với iPhone 12 với iPhone 12 Pro rồi Max này, nó các cái nó chỉ nâng lên tí xíu thôi. Nhưng mà nó chỉ khác có cái vỏ hay là gì thôi, còn động cơ nó chỉ là chỉ xíu nâng tí xíu thôi. Nhưng mà giá tiền nó sẽ khác. Thì mình chỉ là đại khái như vậy thôi. Đó thì đây. Cái này của ông đại. Thằng này thị trường hiện tại bây giờ mình không biết nha. Chứ mua khoảng khoảng 2-3 tháng trước thì nó cũng tầm cũng cỡ hình như là 2.6 triệu vậy đó. Nhưng mà nhầm trang thì nó cũng bình cái giá đó, 2.6, 2.6, 5.10, 2.7 gì đó, mình không biết. Thì nói chung là gần vậy đi. Tại vì sao? Nó rất là tiện lợi. Từ khi mà gia nhập mà cái các dòng cắt phay thì các bạn thấy nó rất là phát triển ha. Và tới hiện bây giờ, mình nghĩ tới hiện bây giờ chính bản thân mình vẫn thích cái thằng Magic Clip này. Và nó vẫn là thuộc cái hàng top, nó chưa có rớt. Bây giờ mình sẽ đi sâu nữa ha. Đây các bạn thấy cái nhược điểm của này nè. Để nhẹ lên cái dàn. Mà này không quan trọng, cái này các bạn chỉ cần lấy kẹo dán sắt thì còn nhỏ lại thôi. Nhưng mà nó cũng không gì, tụt thì gắn vô thôi, không có gì ha, nó rất là dễ vuột luôn. Cái đời mà cái dòng sữa này á, là hình như cái dòng cần gạt màu sữa này nó ra sau này, hình như là 2019 hay gì đó. Có thể là 2019. Còn trước đó, chút xíu mình sẽ nói cái trước đó ha. Đây. Rất tiện lợi. Cầm cái tông đơn mua 2 triệu mấy mà làm ở quê như mình đào lắm. Bây giờ mình sẽ nghe cái động cơ nữa ha. Ok. Lại có một cái lưu ý ha, các bạn để ý nha. Cái tông đơn, tại vì có nhiều anh em hỏi đó, anh ơi sao em mua về mà mua hàng mới về mà cắt mới bữa mới để 1-2 ngày mà sao cái lưỡi nó bị đen như vậy, nó bị rỉ hoen như vậy nè, có phải hàng giả không? Không phải. Các bạn để ý đi, tông đỡ bển mà nhập về ha, là 10 cây là hết 10 cây nó sẽ bị hoen, cái màu nó bị sẫm như thế này. Cái này là hàng thiệt. Còn nếu mà đem về mà ha, mà nó trắng hoài ha, đó là mắc ma, nó thiệt, đó là nó bị cái gì vấn đề trong đó rồi đó. Nói chung nó là phay đó, nó là hàng phét đó. Còn nó mà hoen như vậy thì các bạn nên mừng ha, đó là hàng chuẩn. Rất tiện lợi, rất là vừa dặn với
cái tay cầm của chúng ta. Cái giá thì ai không có điều kiện thì còn ai có điều kiện thì ok. Để coi còn gì nữa không. Pin thì thông thường các bạn biết mà, thông thường pin thì đa phần chúng ta sẽ là nghiêng về cái chủ đề mà pin nó nhiều ít lâu hay mau thôi. Cái thằng này thì mình thấy là pin nó cũng nói chung cắt, các bạn biết là cắt bây giờ đâu phải mà một cái thông đơn như ngày xưa mà cắt từ A đến Z đâu, cắt một cái tóc phay năm mấy cây, mỗi cây một cái tác dụng khác nhau, nhớ mình thay đổi không cho nó nóng thôi, nên mình không có biết được cái thời lượng pin trực tiếp của nó là bao nhiêu như cái nhà sản xuất giả cái người bán người ta nói đó, mình không để ý. Nhưng mà nói chung là được, đó là cái thằng này là hình như là 2019 rồi nè, còn thằng này hình như là 2018 cần gạt đen. Thằng này hiện tại mình không xài, lưỡi này mình thay đây các bạn thấy nè, nó cũng là lưỡi Mỹ nha, nhưng mà tại vì mình giấu kỹ này lắm, mình nâng niu nó hoài. Hôm nay có một người bạn tặng cho mình, các bạn thấy có khác gì đâu, khác chứ, thằng này cũ nè, thằng này mới nè, và cái logo mất tiêu trơn nè. Các bạn nghe hai động, hai cái động cơ nè, cái thằng này hình như thôi nó cầm nhẹ hơn này 10-18.5, có nghĩa thằng này là mình xài thời gian rồi, nhưng mà sau này mình phát hiện nó ra mình không xài nó nữa, mình sẽ để nó làm cái dạng như là hàng bảo tàng vậy đó. Và bây giờ kiếm lại mà cái hàng của thằng này nhiều anh em ta vẫn còn, nhưng mà mình nghĩ là ít, còn thằng này thì nó sẽ đa phần động cơ cực mạnh mà cái tiếng nó sẽ ấm hơn cái thằng này. Cái thằng này nghe nó gồ hơn, còn thằng này nghe nó ấm hơn nè, mà động cơ mạnh mà có độ pin ha, độ pin thì tuyệt đối sẽ hơn này. Mình đã cất nó đi, mình không có xài nó nữa. Thì giá này hai này chắc cũng độ như nhau thôi. Đó thì các bạn biết là, còn bên cạnh đó thì còn cái dòng cái băng gòn đó. Bản gold mình không có xài, nhưng mình nói mình không có biết đó. Đây thằng này với mày thứ nè, mình thấy nè, cô mình xài mà bài sao cái nào nó cũng bay màu chứ, của nó còn y tinh nè. Này các bạn thấy nè, âm thanh gồ nè, nghe gồ rõ ràng luôn. Thằng này im hơn nè, thằng này nó mới, còn này nó cũ em luôn. Các bạn tiếng nghe tiếng khác, có nghĩa là cái lực của nó, có nghĩa là các bạn hay. Bây giờ mình tạm gọi thôi nha, đúng hay không thì các bạn có thể để là mình bên dưới, các bạn cười nhẹ tại vì mình nói sai. Cái đời của nó 2018 này nó sẽ hơn hẳn thằng 2019 này, hơn về mọi mặt luôn. Cái này là mình thấy sao mình nói vậy thôi, còn các bạn như mà các bạn cảm nhận khác thì các bạn để là nhận xét xong một hồi đổ với ta. Này tại vì mình quay mình không dám bắt quạt, quạt cái âm thanh nó bị loãng ra. Đó thì cái đầu tiên cái trước nhất đó là về cái dòng Magic Clip này. Đó. Thì nếu mà anh chị em nào mà có điều kiện các bạn cứ các bạn cứ mua, các bạn xài, các bạn cảm nhận. Và tuyệt đối tất cả các dòng Magic Clip này hiện tại tới bây giờ cái lưỡi nó lẫn là lưỡi kép. Nhiều anh em người ta quan trọng lưỡi kép lưỡi đơn, nhưng mà nói thiệt mình lưỡi đơn lưỡi kép gì cũng được chứ, tức tốc được rồi, không quan trọng ha. Lưỡi kép thì cắt thì nó mỏng manh, mà nó hàng mong manh dễ vỡ thì tất nhiên nó sẽ nó mau phai hơn cái thằng lưỡi đơn. Nhưng mà máy này, dòng máy này toàn là lưỡi kép không, không là lưỡi đơn chừng á. Các bạn có thể thích lưỡi đơn, các bạn để cho lưỡi đơn. Nhiều anh chị em tới bây giờ thì người ta vẫn chưa hiểu lưỡi đơn lưỡi kép là cái gì, thì đây mình nói mình thêm nữa ha. Còn những anh em nào mà đã ấy thì các bạn có thể tua cái lúc này rút giúp mình. Cái lưỡi dưới mình không tính nha, cái lưỡi trên đây là lưỡi kép. Lưỡi kép thì các bạn sẽ thấy nó là nó có hai cái hàm răng, nó sẽ so le như thế này, nó so le rồi nó đều như thế này, đều tới hoài vậy đó, và nó mỏng manh. Còn lưỡi đơn thì đây, cái lưỡi trên đó nó sẽ như cái này nè, nó đều như thế này nè, nếu không có lọt sọt như răng cưa đó. Thì khuyết điểm của nó thì mình thấy trước mắt nó có này nè, đó, cái độ nóng nó cũng vừa chứ không có, nó không có lâu nóng mà nó cũng mau nóng ha. Thì hình như trước mắt mình thấy thằng này là nó ok. Các bạn có thể anh em nào mà chưa có đó
mà các bạn có ý định muốn mua thì các bạn ngay bây giờ các bạn bật máy lên alo cho 1800 8198 tổng đài Việt Nam UB Việt Theo để xem một hồi đấu với ta. Rồi bây giờ đó thì mất mẹ nó hết gần 10 phút của ta về một cái dòng rồi, cái video này nói chung nó hơi dài ha. Anh em nào mà muốn chuẩn bị mà tham khảo về vấn đề tổng đơn các bạn có thể xem hết clip này giúp mình, còn ai mà ấy thì các bạn có thể xem hết đích thôi, còn nếu không các bạn nhắc nhiều cho mình. Rồi ngay bây giờ chúng ta sẽ nét qua cái dòng magic clip này, chúng ta đi tới dòng thứ hai. Cái dòng thứ hai, dòng này hồi bữa mình có làm rồi, bây giờ mình không nói lại nữa, mình chỉ nói là có cái nhiều anh em thắc mắc là tại sao cái giá mà mình mua nó sẽ trên là cái giá hiện tại bây giờ. Thì đúng, có nghĩa là cái cây này lúc mua là mua gửi bởi, còn nhưng mà về Việt Nam thì nó sẽ khác, có một số thì nó sẽ khác thôi. Như là cái giá thành có nghĩa là mình nghĩ nó là sẽ hạ, cây này mình nói rồi các bạn nghe hơi đó, cực kỳ ấm. Nó chỉ có duy nhất một cái lỗi là cái cần gạt này, khi các bạn cắt cái gốc ở bên cái dách ở bên tay trái này, nó dễ bị bá cái lỗ tai này. Nó chỉ có cái lỗi duy nhất đến hiện tại mình thấy thôi, còn lại tất cả là ok. Rồi nên dòng này mình không có nói ha. Tiếp theo đó là cái dòng sao mình không đỡ giữ người ta. Cái thằng này bữa đó mình cũng có nói rồi. Ở đây đi. Zame. Thật nghe thấy ghê chứ. Zame đâu. Thằng này thì còn China, thằng này hình như khoảng 400 vậy đó. Thằng này cái đầu bền nó mình không biết sao lưỡi kép đàng hoàng, nhưng mà mình nói pin đó, pin hình như là nó lâu hơn cái thằng này nữa nè, thiệt đó. Mà nó lâu nóng nữa. Các bạn có thể sử dụng thằng này mà cắt lại cái cà phê gì cũng ok chứ, 300 thì nói chung mình cũng xài. Nhưng mà mình cũng nói chung xài dòng ngoài không à. Chứ vô mấy cái chính mình ít xài đó lắm. Anh chị em nào mà các bạn không có điều kiện đó thì các bạn có thể sử dụng này. Sao mà nực chúng ta, làm gì đi. Các bạn có thể sử dụng này ha, nó cũng rẻ thôi, 300.000 các bạn có thể trải nghiệm được một cây tông đơ. Đồng ý nó là Trung Quốc nhưng mà tại vì này nó khô nhất, anh thằng các bạn nghe nó gồ thôi. Chứ thực chất thì nè, bạn thấy cái lưỡi nó khác hoàn toàn với người ta nè. Không. Lưỡi mới cáo ha, sáng bóc. Đó, thấy rõ ràng ha. Đó. Đây là cái lý do mà anh em đừng có thắc mắc. Khi mà chúng ta biết là chúng ta không còn thắc mắc nữa. Nếu mà cái lưỡi này mà gắn ở bên đây thì vấn đề các bạn đã bị đánh tráo hoặc là các bạn bị lừa rồi. Còn nếu mà khi các bạn mua đồ Mỹ về như thế này thì ok. Còn nếu mà mua đồ Mỹ về mà cái mặt nó như thế này thì eco. Zame, bye bye Zame. Thằng này gì? Gì mà không biết luôn. Úi. Mình nói thêm cái này. Nè bạn thấy nó nè, đèn chưa ha. Cái lưỡi nó là lưỡi cái cây bình điên. Thằng này như là nó tương đương như đời 6 số 0 á, nó rất là sát. Và thằng này chỉ để là ủi chân những cái tóc phay mà ủi sát chân luôn đó. Còn cái thân này là mình không biết thân của máy gì luôn, nhỏ này mặt đẹp ghê ha. Có thể mình nói này, bạn đừng cười ha, khi mà bà cô bạn gửi về cho mình. Tổng đơ body giống vậy của nó là có gì. Nhưng mà giờ mình coi lưỡi, trời. Cái lưỡi body các bạn thấy, các bạn sợ các bạn thấy nè. Nó đâu như người ta đâu, nó cong. Nó hơi cong như là lưỡi trên á. Nhưng lưỡi dưới các bạn thấy, cái mật độ răng nó rất là dày và nó ngắn ngủng xíu vậy nè. Mình đem về á, mình mở ra mình coi mình nói con lưỡi này bị lỗi gì ta. Thế là mình tháo ra, mình không có xài lưỡi này, mình bỏ bộ lăng bộ lóc vậy đó. Thời gian sau này cái mình nghe nói với mình tìm hiểu, mình nói trời, thì ra mình là thằng đần. Sao mình ngu dữ ta. Rồi, vậy sau này bây giờ mình các bạn xem video, các bạn thấy đó, mình đã lưỡng cái lưỡi này qua một cái thân máy của cái thằng khác mà bây giờ không biết thằng này là thằng gì luôn.
mình chỉ biết nó là con Owasaki hay là Nakata hay là gì Mitsubishi gì thôi. Mấy cưa đấy thì các bạn biết là khi mà các bạn mà có nhu cầu mà chấm hoa quậy ta mà cắt cũng như là củ sát chân á, hiện tại mình thấy cái thằng này tốt nhất nè. Còn như mình mua mấy cây mà lưỡi thường á, các bạn vẫn có thể kêu thợ nó mài mỏng này nọ các cái, nhưng mà nó đã bị chế biến rồi. Còn thằng này là nguyên bản, nó rất là sát. Thì các bạn có thể mua cái lưỡi, bộ lưỡi này, bộ lưỡi này như cũng mua đâu 500.000 á, với một cái cây tung tông Trung Quốc cũng được nữa, như cây Jame vậy bữa nãy đó. Các bạn có thể gắn vô coi, đậu vô coi, nếu nó vừa thì các bạn cắt đi, các bạn đã dành ổ chân đi, biết nào mà hư nó thiệt. Đó là cái dòng ổ chân ha, thằng này là nó tiện nhất. Còn nguyên cái cây của nó, cây có dây nó cũng có Mỹ mà, cái cây nó rẻ, như nó có 1,5 triệu gì à. Rồi bây giờ mình sẽ đi tiếp tới để cây tông đơ, đó là về tông đơ mà có dây, ý là tông đơ không dây. Rồi bây giờ mình sẽ đi tiếp cái dòng không dây nữa nè, mấy dòng mình cũng nói rồi nè, mình nói sơ thôi. Thì tông đơ không dây thì các bạn thấy đa phần thì nó sẽ có hai loại, một là có cần gạt, hai là tông đơ pin, thường thường nó gọi là tông đơ pin, thường nó là không dây đó. Cái cách gọi mỗi người khác nhau, nhưng mà cái phần trăm cao hơn người ta sẽ gọi cái thằng này nè. Xài tông đơ không dây mày, đó đây là này. Tại vì sau lưng thằng này, cái mẫu này, giả những mẫu tương tự đồng giống nhau, nó có dây. Còn này mình không thấy nó có dây, đây gọi nó là tông đơ pin. Đó thì tông đơ pin như thằng này mình cũng có nói rồi, thì cái thằng này mình cũng có nói rồi. Các bạn thấy nghe hơi âm thanh nó khác nè. Đây, đít rất là mạnh cái động cơ của nó. Còn này có China nè, nghe thấy nó gồ hơn, nó yếu hơn. Thì không nhất thiết các bạn phải sắm hai thằng này. Trên thị trường có rất là nhiều loại tông đơ pin với nhiều cái mẫu mã khác nhau, và giá thành nó cũng đi đôi. Thì như các bạn hỏi đó, anh ơi mình mua cái loại đó được không, được không? Thực chất mình không trả lời khẳng định được. Tại vì mình nói thật như thế này, có gì đâu giấu. Nói chung là đồ nghề á, đồ nghề tóc ha, hầu như hết 80% là của anh chị em chú bác xa gần hay gầy gọc gì nó cho mà. Chứ hầu như mà mình hình như mình chưa từng cầm tông đơ mua tiền mua 2 triệu mấy một cái này nữa. Tiền đâu mua. Cái đó nói thiệt. Anh chị em mình theo dõi cái Facebook mình lúc trước lâu không biết, cũng như là cái kênh đó. Đa số đồ nghề ha. Kéo lượt tông đơ hết hơn 80%. Làm thành tài trợ cho mình. Bây giờ cái giá mình không biết là nó chuẩn là bao nhiêu, nên anh chị em nào mà thích cái gì các bạn cứ gõ lên. Giả sử mình nói như thế này, dành cho những anh chị em nào mà người ta chưa rành đó, các bạn muốn mua mẫu tông đơ gì bất kỳ, mọi người muốn gặp cây này đi, không có hiểu cây này, giả sử các bạn gõ lên Google các bạn chữ mà git clip, clip trong phần clip nha, rồi nó ra nhiều mẫu, rồi nó sẽ để trang, nó để giá trong đó đó, rồi mình so lại. Rồi các bạn up lên cộng đồng, cái trang cộng đồng Barbershop tất cả Việt Nam, những cái trang bay, trang web gì đó. Rồi thì anh chị em nào mà người ta biết, người ta sẽ nói. Nhưng mà có nghĩa là thế này, biết đâu là cái mẫu này mình thích, nhưng mà cái người khi người ta không thích, cái mình nói mua đi là không phải. Mỗi người có một sở thích khác nhau. Cho nhiều chuyện dưới đây. Thì trước mắt là cái về cái dòng mà không dây, còn cái thằng này mình cũng có nói rành rồi. Nó là máy cắt cỏ, máy cưa, mình không có nói lời nó nữa, nó thay lưỡi, thay đổi lưỡi trực tiếp ha. Nó thì hiện tại mình chỉ có mấy cái cây mà không dây này thôi. Rồi bây giờ mình sẽ đi qua cái dòng mà có dây, anh em bắt đầu mình tiếp theo ha. Rồi vô dòng có dây, bây giờ mình sẽ đi cái dòng nào đây? Đây. Cái dòng Legend, bây giờ mình sẽ ghi đăng nữa, mình ghi cho nó dễ. Số 2 Legend đi, để mình tìm bớt sao. Đó, lửa đèn đó nè. Nó, cái máy đó các bạn nghe đây.
Cái đang có dây trực tiếp với thằng pin nè. Rất là mạnh ha. Mạnh mạnh cho ta dừng lại được à. Cái mình nói như thế này, anh em mà xài các bạn biết, cái thằng mà có dây với thằng không dây nó chỉ nó có khác cả như thế này. Khác cả như thế này ha. Còn cái thằng có dây máy nó mạnh. Tại nó xài điện trực tiếp. Nhưng mà nó chỉ bất lợi duy nhất là cái có dây này thôi. Thì cái gì cũng vậy, đặng này mất kia. Còn thằng này mình đã nói rồi, tiện lợi trong các bước sử dụng này nọ nhưng mà yếu hơn. Nhiều anh chị em cũng mình cũng thấy cái comment này là các cái đó, cái này để đi khung hay là đi lượt thì các cái. Nhưng mà riêng mình ha, riêng mình thôi, thì thằng này đi khung cũng được, thằng này đi khung cũng không có vấn đề gì, thằng này phay cũng ok, nói chung là ok hết. Nó chia ra làm hai cái dòng, mà cái lưỡi lưỡi bằng, cái này ta gọi là lưỡi bằng nè, và cái lưỡi lưỡi sọc nó mất tiêu hết trơn rồi. Thôi bây giờ mình nói vậy là biết rồi, anh em biết rồi, có nghĩa là nó có hai dòng lưỡi ha, một là lưỡi bằng, hai là lưỡi sọc. Với lại cái thứ ba đó là anh em mà gặp mà đi mua đồ á, đi mua tông đơ, các bạn nhớ đừng có chọn này, đừng có chọn cái thằng dòng ba ốc này, mà nói thiệt á, mấy này mắc ma không à. Các bạn chọn mấy dòng tông đơ mà hai ốc thôi, ba ốc rồi mà nét đi. Nhưng mà nên nhớ là chỉ là cái ý nghĩ của mình thôi nha. Còn nếu các bạn thích, các bạn cứ mua cho mình để mà sử dụng. Nhưng mà nếu mà mình cầm tiền, mình không bao giờ mua cái dòng mà ba ốc này. Tại vì nghe mình nó có mua một cây ba ốc chứ quá. Đó thì cái thằng Ligan này, cái logo của nó đây các bạn thấy nó khó nhìn, nhưng mà anh em nãy biết rồi, các bạn gõ vô cái chữ mà LEGAND. Giá nó mình cũng không biết nhiêu nữa, thì nói chung máy này nó trên hàng triệu. Thì các bạn cứ gõ vô Ligan thì nó sẽ nhảy ra cái bảng giá. Nhưng mà như thế này, thì các bạn thường biết là trên mạng cũng như là những cái tiệm tạp hóa gần chúng ta nó cũng một sản phẩm, nhưng mà người này bán giá khác, người kia bán giá khác, có thể nó trên là 5-30 hay là 1-200 ngàn đó. Nhưng mà các bạn nên chọn cái chỗ nào nó uy tín. Uy tín có nghĩa là khi mình mua cái vậy, cái sản phẩm nó bị lỗi liền, hay là 5 ngày 10 ngày nó bị cái gì đó mình đổi lại, một là người ta sẽ bảo trì cho mình, thứ hai là những cái mối nào mà người ta chơi mà tới bến luôn đó, người ta giành khách đó, thì người ta sẽ đổi sản phẩm mới cho mình luôn. Các bạn bỏ ra được tiền triệu thì các bạn nếu mà được chất lượng thì các bạn nên thêm một chút gì đó để mà cũng như là bảo hiểm luôn. Bên cạnh đó thì sở dĩ mình nói vậy có nghĩa là bên cạnh đó mình cũng gặp rất là nhiều anh em người ta lên mạng than phiền, người ta bóc phốt này nọ. Trong lúc mà nhắn tin hay là gọi điện mua này nó các cái thì nó ok, cái gì cũng ok, bảo hả, thôi mà mua về bị lỗi rồi bắt đầu gửi đi, đó toàn là thuê bao, còn mấy là đã xem không trả lời hoặc là lóc luôn. Đó đây các bạn ha, cái cục tức nó sẽ nằm ở đây. Đó thì Ligan được, các bạn cứ quốc đi rồi các bạn cảm nhận nó, chúng ta nghe máy một lần nữa ha. Rồi chúng ta sẽ nét thằng này. Im lắm á. Tới số 3 là cái đây. Cái này đây mình đóng mình giật ba cái skin cho coi. Thằng này là cái thằng xi nhờ. Đây xi nhờ thì nó có hai dòng, một là cái dòng như xám như thế này, màu xám như thế này. Vỏ màu xám. Nhà thân cũng là thân bằng gì? Gan bằng thép gì đây, chắc bằng gan quá mình không biết bằng gì, nói chung bằng sắt đi, người Việt Nam mình nói gì nó dễ hiểu. Còn thằng này là cái vỏ của nó hình như là cái vỏ đen, cái nắp này nè, nắp màu đen. Thì hiện tại mình thấy được này, viên này, nhưng mà mình thích này hơn. Đây các bạn sẽ nghe cái tiếng máy của nó ha. Nó mạnh hơn kìa, mạnh hơn đây rồi. Xi nhờ này các bạn biết là mình cực thích nó, mình rất là thích nó luôn. Bên cạnh đó nó cũng có không dây, còn Ligan này mình chưa thấy nó có không dây, nó chỉ có dây thôi. Mà biết giờ nó có không mình không biết ha. Còn thằng này, xi nhờ này,
Những cái giá thị trường nó tầm khoảng 1,8 triệu, 1,9 triệu vậy đó. Còn không dây thì nó rơi vào khoảng 3,7 triệu, 3,8 triệu vậy đó. Nó gần như là gấp đôi. Còn giá hiện tại bây giờ mình không biết. Lâu nóng, thằng này Ligan này cũng nóng lâu. Hầu như đa phần những thằng có dây nó sẽ lâu nóng hơn cái thằng không dây. Đó, nó có một ưu điểm ha. Mà mình thấy chốt lỗi là mình thấy hình như là cái thằng không có dây này là nó chỉ có duy nhất một cái khuyết điểm là nó có dây. Mà nhờ cái khuyết điểm này nó mới đẩy lên những cái ưu điểm kia. Bây giờ nói lần nữa có gì không có gì mà tuyệt đối hết. Các bạn nếu được chọn có dây mà nó đơn giản á, mình cũng khuyến khích các bạn nên dứt cái thằng xi nhờ này. Còn mà mua về bằng cát đi, các bạn sẽ thấy tóc con tóc dày gì ha, làm rất trội. Đó thì mình nói lần lần nữa giá nó tầm hiện tại mình chưa biết, nhưng mà bây giờ mình nói đơn giản mà những con thủ 2 triệu đi, giả sử mình đi tiền xe tiền xăng hay tiền ship gì đó, còn như đó mình rủ mấy em đi cà phê mua cho nó đi chơi thử Tân Châu được rồi, tiền đâu dư nhiều đâu mà mua. Đây rất là tiện lợi ha. Lưỡi thì các bạn có thể thay thoải mái hai ốc đó, đề ba mạnh ghê không. Đó là cái dòng thứ ba, hàng dòng xì nhà ta gọi là senior đó. Mình sẽ đi tiếp cái dòng thứ tư. Cái dòng thứ tư là đây cái này mình cũng có nói rồi nhưng mà lỡ làm mình làm lại ha. Dòng thứ tư là cái thằng Adidas Fay Master. Giờ nó cũng có y chang như gì nè, nhưng mà nó không có chữ Fay này, nó chỉ có chữ Master thôi. Thì mình có hai cây, cây này với cây Master. Mình mới đẩy thằng xi nhờ lên phải không? Nhưng mà xi nhờ gặp này phải né bằng bên. Thằng này thì có dây thì tổng thể tất cả các nhận của dây, cái này mình không có nói nữa, bất tiện chỗ này thôi. Và thằng này ngoài cái bất tiện này ra, nó có thêm một cái nữa. Thằng này bữa cân hình như cũng 6 lạng á, 600 gram á. Mà biết cân mình cũng bị hư, không sao nặng dữ thần. Mà thật chất nó rất là nặng. Cái này là ở bển rồi mình nhớ thì bây giờ mình nói chung thôi, bà cô có gỡ về cho mày 2-3 cây đó. Rồi mình cho đợi mình cây, mình còn lại được 2 cây. Đầu cô có nói mua về thấy đẹp, mua về cầm không nổi, cắt cái hai cái tóc bỏ. Mà thiệt nó nặng thiệt. Cái lỗi duy nhất của nó nặng, cái này mình không nói. Còn về động cơ bà nói mày giang hồ lắm, nó thiệt, thằng này rất là giang hồ. Bữa giờ là mình không có làm nên âm thanh có thể là nó bị ghè tí do khô nhớt đó. Cái thằng này tại vì anh em nào mà có theo dõi cái Facebook của mình đó, thì cái lưỡi mà mình mài bị hư đó, anh bị lỗi đó, mình không nói tới vấn đề đó ha. Cái lưỡi này là cái lưỡi mới, mình thay vô lưỡi mới hoàn toàn luôn. Ở bển bạn cho gửi về. Mà giờ nói vậy là đúng của nó nè. Là bởi vì mới dịnh là được, còn nếu mà cái lưỡi zin của nó mà lúc mà chưa bị chuyện ngoại muốn á, dịnh không được. Bật máy lên dịnh, thật chất dịnh không được. Còn lại dịnh được. Và âm thanh của nó các bạn có thể là nghe. Còn cái lưỡi trước nó bị gãy một răng, để cho cắt được bình thường, có cái nó bị gãy một răng thôi. Rồi các bạn có tin là giả sử như khoảng cách từ đây tới đây nè, các bạn không nghe được tiếng động cơ, không nghe được tiếng động cơ. Gần đây mà nó đang học, nó thấy quá im, nó cũng mua về một cây nghe tiếng động cơ như thế này. Còn thằng cũ không nghe. Và nó mình buồn hết mấy ngày về cái vấn đề cái lưỡi đó luôn, rất là buồn. Mà nhắc tới giờ buồn thôi, không nhắc nữa. Đó, cây này thì cái giá nó mình cũng không rành nữa. Thì các bạn có thể lên mạng các bạn gõ Adidas Master đi. Hiện nay với Fay Master, với Master không thì cũng thằng con ông thứ hai, thằng ông thứ ba thôi, cũng cập nhật à. Nó không xa lạ gì đâu. Cầm mua thử cái bằng cắt đi ha. Bây giờ tôi nói thiệt ha. Dạ như mấy mình voi ma mút hay là mấy đà điểu các bạn đưa vô đi ha, nó làm rộp rộp chứ. Thiệt sạch bon cho nha. Im lắm. Máy cực kỳ mạnh, nó không bựa bất cứ một loại tóc. Ví dụ cha nào mà nghe giả sử như mình nói không có tấm gọi viền năm hay năm nó đưa vô làm rộp không sống cộng cái đường nó như quân một cổ đi tới đâu là nghe cỏ đồ xịp tới đó chứ. Thì nó cũng triệu đâu, không biết nó là một hay nó hai,
mình không rành đó. Thì mình nói lại lần nữa, có nghĩa là cái thằng này nó rất là ok, nó chỉ duy nhất một cái trừ này ra là nó cái trọng lượng nó nặng thôi, còn lại tất cả là ok, ok đôi. Đó là cái dòng mà thứ thứ tư. À mà trước khi mình đi vô tới cái dòng thứ năm, mình nói tới cái này ha. Đây nhiều anh chị em cũng hỏi nó gì cái cục biến điện mình xài cục nào, thì đây đó, lúc trước mình cũng không biết, mình mua thì mình đi mua không, lúc mà nó nói thiệt cái lúc mà ở bển nó mới cho về đó, mình mua cái cục mà hỗn áp mà thứ mà ly hoa á, của mấy tiệm điện tử á, tại mình thấy 110 mình mua về, trời ơi mua về mấy thằng này tôi nói thiệt, mấy thằng có dây cái bạn kim vô đi nó chạy ra như là cái chiếc mà xe tăng hồi thời xưa vậy đó, mà không ăn uống dần á, khủng lắm. Nhiều anh em bảo là mua đúng cái cục này nè, mình đọc theo cái từ ngữ ở Việt Nam mình đi bét test nè, nói cho bạn thấy rất là rõ ha, là nhiều anh em xài trước là ta nói là cái này là nó chuyên dùng cho cái dòng tông đơ Mỹ chuyển điện sang 110, xài đúng cái tần suất của nó và máy nó lâu hư. Bên cạnh đó nhiều anh em cũng xài những cái loại khác đó, người ta nói là sẽ mau phá máy hay là như thế nào mình biết, nhưng mà nói chung từ lúc mình xài cái này lúc ấy thì cũng khoảng là ba năm ngoài rồi, thì mình thấy nó rất là ok. Thì cái thời điểm đó mình mua đó là khoảng hình như là mình nhớ là 1.450.000 hay vậy đó, thì bây giờ chắc nó cũng 1.300.000-1.400.000 rồi, không biết. Các bạn mà xài tông Mỹ có dây mà chuyển điện, các bạn có thể bỏ ra hơn 1.000.000 các bạn mua cục này đi, các bạn cảm nhận ha, nó sẽ chạy cho ổ điện. Thì mình hiện tại mình câu ra tới năm ổ đó thì vẫn là bình thường, gắn 5, 10, 20 cái tông đơ vẫn bình thường rồi. Thì cái này là ý kiến riêng của mình thôi ha, còn các bạn có quyền chấm nhận ổ nào các bạn yêu thích. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi tiếp chương trình cái dòng thứ năm. Đây mình đi tiếp cái dòng thứ năm ha, điểm điện nữa rồi. Cái thằng này nói chung các bạn biết là nè, đâu có xài đâu, bữa nay ăn uống nha mọi người, không có xài rồi nó khô nhớ các bạn thấy đó, nó rất là rít ha. Ở đây tiệm cắt tóc đâu phải nhà máy xì lúa đâu, tiệm nhà máy vô xài dùng nội đó. Thì các bạn khi nhà như bữa nãy đó, cái thằng kia là cái nắp đen còn thằng này là nắp bạc, nhưng mà tại vì lâu quá không sử dụng mà quý phải nó nhờ không là, hay là cái lúc mà mình ấy rồi mình có thay đổi không, chứ cái nhờ như mình nhớ đâu có dòng ba lưỡi này đâu, hoặc giả là nó là thuộc vô dòng Stalin 2 hay 34 mà không rành nữa đó. Có dây rồi, đây 4 rồi. Thì các bạn thủ mấy cái thằng mà máy mà mình gọi cho là nó hơn 1.000.000 không à, nó cũng là máy này mình đây thời gian trước mình cũng xài này, nhưng mà thôi mình thấy nó im cái mình cất vô này, tại nãy kêu là khô nhớt chứ là đề ba con này nó mạnh lắm, âm thanh các bạn nghe nè, mày châm dầu vô rất là ấm luôn, cũng rất là mạnh ha, nó mạnh hơn xi nhờ đó nè. Cái thằng này hiện tại mình không thấy nó có khuyết điểm nào, khuyết điểm mà nó hơi nhìn nó hơi thô một tí thôi, có nghĩa là kết cấu của nó, kết cấu của sản phẩm á nó hơi gồ ghê đó, các bạn thông cảm ha. Đây, quá nực rồi, thời tiết này đồ cho mất máy lạnh đâu, tiền đồ đóng máy lạnh, nhưng đâu có mở làm khách đâu máy lạnh có gì, bắt quạt thì âm thanh nó bị gồ ghê đó, rất ấm. Và cắt tóc dày, tóc thưa, tóc con, tóc gì nói chung là cũng nó làm cũng như là hot tờ vậy đó. Và cái model của con này là đây, gì thấy không ta, ở đây cái gì sao coi được nổi, Stalin 4 S, Stalin 4 S T
T-E-R-L-I-N-G. Kết quả số 4. Hình như này không biết nó có dày, ý nó không có dày không, mình cũng không rành ha. Thì nói chung mình biết sao mình nói vậy thôi đó. Và nếu mà các bạn thích mà trải nghiệm mà lạ lạ tí nữa, các bạn có thể quốc này rất là ok, nếu không muốn nói là tuyệt đối. Tại lên 4 rồi phải không? Đây các bạn, trước giờ các bạn xài cây này nhiều rồi nhưng mà các bạn đâu có thấy mình xài cây này đâu. Xíu nó ghim gỗ ẩu 220. Đụng nhẹ vô cái nè. Này qua Super Tapper. Giá này như nó có 1 triệu mấy gì vậy? Không biết mình nhớ đúng hay không nữa, vậy thì các bạn có thủ 1 triệu mấy 2 triệu đi. Đó. Nhìn này, nhìn các bạn nhìn tựa tựa, nhìn sơ nghe nó giống cái thằng cái thời đó mình học của thằng dòng Chao Ba. Chao Ba giờ nói nhiều mà anh em trẻ giờ không biết đâu. Nó cũng nhìn cũng tựa tựa, cái nắp nó cũng là trắng trắng như vậy nè. Mà thằng Chao Ba xài nó bền lắm chút. Rồi lúc trước mình cũng xài Chao Ba thằng chết vậy. Đây các bạn thấy lưỡi bằng nè, nó bằng lưỡi sọc nè đó. Cho nhiều anh em đã thắc mắc ở lưỡi bằng là sao, lưỡi sọc là sao, có nghĩa là cái người ta nói là cái lưỡi sọc này cắt lưỡi nó khó là tại như thế này nè. Các bạn thấy nó sọc, nó đang sọc xuôi phải không, sọc xuôi như thế này á, mà mình giả sử mình cắt như thế này thì nó ok nè, cắt là gì cái nó có cái gì gì nó hơi nghịch hơi thôi, chứ thực chất nó không có gì gọi lạ cho á, nó không gì để nói chứ gọi lạ hết. Các bạn có thể quốc này tiện lợi nhưng mà thôi này mình cũng giấu vô, thấy còn mới, với là cái này là kỷ niệm, mình chắc mình không xài nó, để nó để nữa mình thăng thiên mình đi về cái xứ khác cái mình đóng vô mình để chứ mình... nữa mình đi nhớ thì không, mà tôi chắc không đi chở được đâu, nữa đi nhớ cái đem đồ ngày thì không cắt dạo rồi cũng có cuộc sống mà chứ mày không có nghèo không đuối lắm đó. Đây là World Super Tapper. Thì 1 triệu mấy 2 triệu mình không rành thì các bạn có quyền, các bạn có quyền xem. Thì anh chị em nào mà đang có dự định mà mua nó, đó mình nói trước hay nữa không quên nữa. Có nghĩa là những cái trong trong cái video này mình sẽ nói từng cây gì đó. Thì các bạn có ý định nào mà quất nó thì các bạn thấy mình nói như vậy 1-2-3 chốt rồi chốt đi, khỏi có suy nghĩ gì hết. Còn nếu không thì các bạn có thể chọn những cái dòng khác. Đó là mình vừa qua cái thằng Stalin 4 với thằng Super Tapper ha. Bây giờ mình đi tới cái dòng Oster có gì. Bây giờ mình sẽ đi tới cái thằng Classic 76 có dòng Oster đây. Cái thằng này sau này nó bị nó bị cái gì đó mà mình đi gửi sửa là mình không có nói tên người sửa. Về xài hình như là chưa tới 2 phút là nóng. Bây giờ mình đóng gối đó luôn. Các bạn xài máy này là các bạn đưa lỗ mũi vô đây là có mùi than, tại nó chạy bằng than mà. Nhưng mà than thì nó đóng ở đây nè, hai bên. Mà đường thoát của nó là hơi ở đây. Hết có bữa, một là dãy ngang té bịch rồi, hai là ghiền luôn ha. Xài hoài ta. Đó thì các bạn biết cái chung của mấy thằng này, tại vì mấy thằng này nó có mấy loại lận. Đây là cũng như là thứ nhất, còn cái thằng mà thằng này thì mình đã từng nói rồi, mình không nói lời, nó là hồng dây Optane gì đó. Đó là giá chát hơn mấy thằng này lắm. Các bạn mà cắt cái tóc, những cái tóc mà nó dài nhưng mà không cắt phay phải không? Các bạn cắt mà dạng như mình thằng đứng lên, thay vì mình cắt mấy cái thằng này đi, mình lắp cử nó đồ vô thì nó lâu. Còn thằng này dạng như nó, cái thằng này nè là dạng như nó thay cho mấy cái ngàm này nè. Người ta gọi bằng ngàm, người ta gọi bằng cử số nè. Còn thằng này là nó trực tiếp thay vì như vậy phải không? Mình giả sử thôi, không vừa đâu. Nó là nó phải đi qua trung gian.
Còn như thằng này á là nó không nhất định một 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 lưỡi mà nó có nhiều nhiều lưỡi. Đó, giả sử đây, giả sử đây sắm bộ lưỡi này không cũng mạt nữa, đủ bộ lưỡi nó cũng cũng đuối lắm á. Đó. Mình để dành cắt những cái tóc mà các bạn cắt mà dần mà đứng thẳng cao lên ha. Các bạn đánh đi quận 1, quận 2 hầu như là sạch luôn á. Còn thằng mà cửa số là các bạn lắp vô ha, mấy cửa nhựa cửa thép vậy đó, bạn rà tới rà lui các bạn, anh em xài các bạn biết. Nhiều người người ta không biết, trời ơi nghĩ sao cầm tiền mua cái cục sắt gì dị hợm, không phải nó không dị đâu, tiền nó mới dị á, tiền nó mới dị chứ không phải là nó dị, chính vì nó dị nó mới độc, nó là độc á, độc lạ là nó dị. Ai mà xài ai mà có xài máy khoan thì các bạn sẽ biết cái tiếng y gan y chang cái máy than luôn, cái máy khoan luôn. Số người ta gọi là máy khoan, số người ta gọi là máy cắt cỏ, nhưng mà mình gọi nó là máy khoan. Còn máy cắt cỏ tại vì nó nói là động cơ với lại mà cái độ đánh lưỡi tóc của nó rất là, nó rất là sát sát này, không phải mà sát ấy mà có nghĩa là ý nó rất là bén đó. Khi các bạn quan sát kỹ á, trong này không thấy đâu, trong này không thấy được. Còn như các bạn đứng ở ngoài các bạn bật máy vậy nè, các bạn thấy cái dàn lưỡi của nó đánh vậy nè, chậm 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 vậy nè. Mình nói tới đây các bạn sẽ liên tưởng tới cái cây quạt máy, cây quạt gió của mình á. Cây quạt gió các bạn mà bật cái chế độ mà nút mà mát chừng nào phải không, thì các bạn sẽ thấy cái độ cái đời tua của nó chậm 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 vậy nè. Mình tưởng nó chậm nhưng thực chất nó đang rất là mạnh, cũng như này vậy đó. Ở ngoài mình thấy nó ở cái lưỡi nó đánh vậy nè, nhưng thực chất các bạn vịn vô vịn không được, vịn không được. Mấy kia vịn được, còn ót này tôi nói là vịn không được, nó vẫn đang chạy. Gán bệnh chút nữa là ở dưới này lú ra kỳ lắm đó. Đó là lát xích 76 có dây ha. Còn bên cạnh thằng 76 này nó có gì nữa đây, thằng này gì không biết tên luôn ta, ai biết không Điệp, biết này không? Rồi luôn, hỏi giáo sư mà giáo sư không biết thì nghe Oxin không biết được. Chỉ biết 76 thôi, 76 như là mô đồ đó. Cái thằng này các bạn thấy anh em nào xài các bạn để lại cái mình dưới, mình không biết nó tên gì nữa, nó Pover, nó tiếng Anh đọc như nè, Poverlay đây rõ ràng. Rồi tôi đọc không giỡn hoài không, P phở nè, O nè, V kép nè, E nè, R nè, Lai nè, Poverlay là cái miệng đọc tiếng Anh kìa, trời ở ngàn đi vậy. Rồi mình sẽ gắn lên vô ha. Đây vẫn vịn không được, master vịn không được, không được anh master gì bất kỳ, mình nghiến răng mình vịn có thể được, hoặc là chắc chắn sẽ được. Còn thằng này, thằng này gì trừ ra các bạn tắt máy mới được thôi. Còn mấy các bạn thử lấy dây kìm ở dưới ấy mà thôi ngu vậy, có lượng mấy trăm ngàn ngu cũng nổi đó. Thì nó vẫn như kia, nó vẫn sẽ chạy bằng thang và hai cái hơi thoát ra thôi, hết thời nó ghiền còn mấy là tắt luôn á. Đó là gì có nó bất lợi, lại gì bất lợi có gì là cái mình cầm nó gồ ghề thôi, còn ngoài cái bất lợi ra hát các bạn đưa lên nè. Anh chị em nào mà nhiều anh chị em người ta xài, người ta có điều kiện người ta xài người ta chán, không phải chán gì có cái cầm nó gồ ghề quá, nhưng mà anh chị em nào mà chưa xài các bạn sẽ rất là thích. Thậm chí lính mình nói rồi, nó chờ lúc mà một lần coi clip anh gặp này, nó chở cây này cây cùi mía như mấy trăm ngàn vô, nói nó nói cây này nè, nó chở cái tông đời xấu như chờ mấy trăm ngàn, tới hồi nói giá cái nó giật mình, kêu mà lên mạng mà sạch đúng cái mẫu này giá tiền đi, rồi nó im luôn. Đó này bây giờ cái gì mình không đánh giá bề ngoài được ha. Đó thì đó mình nói là anh chị em nào mà có ý định mà sắm cái thằng dòng Ost này, các bạn quốc đi, các bạn quốc thử đi, các bạn sẽ các bạn mà mua về các bạn cắt ha, mà được mà thấy cái tác dụng của nó rồi ha, cái thì cái tác dụng chung của nó chủ là đứng tóc thôi, nhưng mà nó sẽ có một cái một cái hiệu ứng, một cái nó không phải gọi là hiệu ứng mà nó gọi là một cái mà nói tầng lớp thì nó cũng không đúng gì mấy, mình phải nói là nó là nó sẽ có một cái cấp bậc nào đó nó khác. Có nghĩa là cũng đeo lon trùng với nhau, cũng nền vàng, cũng nền bạc đi, mà nó nền bạc đi cũng nền bạc, cũng là sao bạc,
phải không ta? Đâu có. Nền vàng, ờ đúng rồi, nền vàng sao bạc bên yếu, cũng nền vàng cũng sao bạc nhau, nhưng mà mỗi cấp bậc nó khác. Ừ, một sao là thiếu, hai là trung, ba là thượng, bốn là đại, hết đại nó mới lên là lên tá, hết tá lên thứ đó. Thì trong đời cũng vậy, giả sử như này cũng cắt, cũng đứt tóc này, tóc cũng đứt, không lẽ mẹ đứt người, nó không có, nó cũng đứt tóc mà, nhưng mà nó có một cái gì đó nó khác khác. Thì nếu mà các bạn mà đang có ý định mà muốn sắm mà trải nghiệm cho mình cái dòng Oster nói chung thôi, thì các bạn nên quất, quất thử đi, mình cắn răng thắt bụng quất thử đi. Đó, cái thằng này, cái thằng Powerline đúng không? Rồi bên cạnh Powerline này nó còn thằng nữa nè. Đó, nó vô là các bạn thấy nó chung chung nhau thôi, nó cũng là, thì mà nó trắng là nó là dòng họ ruột với nhau đó. Thằng này là thằng Model 10, nó cũng là của dạng Oster, nhưng mà các bạn thấy là đây nó ngắn hơn nè. Đó, nó ngắn hơn 76 này ha. Đây ngắn hơn chút rồi, không nhiều. Nó gọn hơn. Nó ngắn hơn Powerline nè. Đó. Thì vàng ha. Và cái kích cỡ nó cũng là nhỏ hơn, nói chung thằng này nó nhỏ hơn, nó gọn hơn. Dòng này nữ người ta sẽ thích hơn. Rồi trời. Đó. Thì tất nhiên như mình nói là nhìn không được. Nó vẫn đang đánh ha, lửa nó đang đánh bình thường, nó không ấy được. Máy này mình để dành để nữa, mình như mình nãy mình nói đó, nữa cái mình không còn ở đây nữa đó, mình đi xa đó, cho mình dẫn ở nhà đóng cho tôi cái gương, bỏ vô kéo vào đầu ngày đó ha, bỏ vô để mà tôi đi cắt dạo. Còn nếu mà cắt được nữa, mấy ông ở dưới á, thấy cho tôi cái, mở cho tôi cái tiệm nhỏ nhỏ nên tôi làm tôi chuộc tội, phải không? Không cũng có lợi đó. Model 10 thì hiện tại đó, hiện tại thì nó sẽ được là ba thằng có dây 76 Bover Bovell vậy đó, với Model 10 là có dây, với thằng không dây các bạn xem các bạn biết đó, không dây đó anh chị em nào có điều kiện các bạn cứ quất đi đó. Thì hết rồi. Thì cái giá nó, mình nghĩ cái giá của mấy này chắc là tại 76 này vừa đó còn nhiều điểm nhớ không? 3 triệu 8, 3 triệu 9. À, 3 triệu 9, 4 triệu đó. Nói chung là mình bình quân cho mấy cái thằng mà có dây 76, Model 10 hay là Bower, Bowell vậy đó, là nó khoảng, nó tầm khoảng 4 triệu đổ xuống. Khoảng 4 triệu đâu lại đi. Rồi các bạn muốn mua đầy lưỡi, đầy đủ những cái mà bộ lưỡi, cắt lưỡi với từng cái cự ly của nó đó, thì cái đó là nó sẽ khác nữa. Nó khác nữa ha. Các bạn bình quân thôi, bình quân một lưỡi vậy là mấy trăm ta? 800 đến 900. 800 đến 900. Lưỡi thường, lưỡi titan thì thôi mình tính vậy, 7 đi. 10 lưỡi nó 7 triệu. Mình gấp đôi. Tóc gái sợ rồi nè. Mà nó hơn 10 lưỡi. Cái bộ nó hơn 10 lưỡi tại cái cự ly của nó. Mấy cái bộ mà cái bạn thấy mấy cái cự nhựa, cự sắt đó thì nó giả sử như nó nhất định là gì nè nha. Một chút mình sẽ nói một cái riêng nữa nè. Như giả sử như máy này nè, các bạn thấy như máy này là nó bình thường nè. Của nó là 3, 3, 6, 9, 12, 15, nói chung là bộ của nó, bộ đúng của nó là 8 cỡ số phải không? Nhưng mà mình sẽ phay, mình sẽ mua thêm hai cái thằng này là 10, tổng cộng 10 cỡ. Nhưng mà cái thằng Oster đó đó nó hơn 10, vậy cái cự ly nó sẽ khác này. Nó sẽ lẻ lẻ như đã lắm. Bởi vì các bạn đầy đủ, nhiều người ta có điều kiện phải không? Ta không phải sắm cây như mình đâu. Giả sử cái bộ tông đơ mình gặp rồi, cái bộ tông đơ, cái bộ lưỡi đầy đủ con nó là 15 lưỡi đi, nó tờ 15 lưỡi, giả sử mình nói là 15 lưỡi đi, ok. Người ta sẽ sắm 15 cái ốt. Người ta ghim sẵn lưỡi vậy đó, chứ không mỗi lần ấy mình thay ra, mình không có điều kiện mình ấy mình thay ra thay vô thay cho đi không. Cái đó không phải là người ta khoe hay là người ta gì, nhưng mà tại cái điều kiện người ta nó quá có, người ta quá dư đi. Ta nên bình thường không có gì chứ á. Nhưng mà chúng số các bạn nè, trải nghiệm. Mình cũng mua số đâu chút. Và khoảng năm. Đó thì bây giờ mình sẽ nét qua cái thằng mà tạm thời bây giờ là về cái dòng mà có dây đó, và cái dòng mà không dây, và cái dòng mà tông đơ cắt. Mình tóm gọn lại cái dòng tông đơ cắt và dòng tông đơ pin và dòng có dây. Thì hiện tại những dòng mình đã đang sử dụng đó
bên cạnh đó có cái dòng super topper đó mình chưa sử dụng đó thì mình không có nói được, nhưng mà mình thấy rất là nhiều anh em là ok thì các bạn cứ quốc nói ha. Rồi bây giờ mình sẽ nét cái thằng trong đôi cắt này sang, mình sẽ đi tới cái dòng chân diện, ta gọi là chim mờ. Ta gọi tiếng Việt Nam là chim mơ, còn tiếng Anh tiếng Mỹ ta gọi là chim mờ. Rồi bây giờ mình sẽ đi tới dòng chim mờ có dây và không dây. Sorry ha, nó còn một cái dòng này nữa, nó còn dòng này nữa các bạn, là nó mới hết cái dòng có dây với không dây mà trong đôi cắt. Đây cái này là chưa rớt một sợi tóc nào luôn nè, chưa rớt một sợi tóc nào, còn y chang luôn, còn hợp luôn. Mà này hợp này hình như không phải hợp của nó đâu, hợp vậy. Cái này là bà cô ở bên test sạch mới gửi, bây giờ mới cho nè, nguyên con mới luôn ha. Cái thằng này nó đặc biệt lắm, này nó dị hợp dị hình lắm, nhưng mà mình thấy nó đẹp đó, mình không có xài nó. Em gì nó không có dầu nhớt cái gì bữa giờ có dầu nhớt gì đâu. Rồi để mình xin phép mình châm dầu ha. Đó cái thằng này các bạn thấy là nó nguyên bản ha. Andes, thằng này là của Andes nè. Andes NV. Mình thích đọc NV đó thì sao? Còn nếu mà bạn đọc tay xíu thì nó là NV. Mà đọc hình như đúng nó là NV á. Andes ghê không? Châm dầu rồi nè. Nè dính nè. Mình chưa để nó rớt một sợi tóc luôn, chỉ là thử ở ngoài thôi, đưa vô sợi cho không dám đưa hai sợi nữa, nhưng mình sẽ gói nó, mình không xài. Cái này hình như nó rẻ, nó còn triệu mấy đúng không? Triệu rưỡi à? Cái này nó còn cục rưỡi à? Nhìn nó đã lắm, nó gọn nè. Đó cái tay này các bạn thấy cầm đưa vô như nè, đó ấy nhỉ, còn hơi luôn. Mà cái độ bóng của nó nhìn các bạn thấy nó sặc sỡ nè. Thằng này cũng là của Mỹ nè, made in USA nè. Phải đây không ta? Đây nè. Ok thì như mình hỏi nó 1,5 triệu đó thì mình cho nó 1,5 triệu đi anh biết rõ ràng. Cái lưỡi các bạn thấy cái kết cấu này nó có đặc biệt, nó khác người ta gì nè các bạn nhìn. Các bạn nhìn cái dạng lưỡi của nó này không, của người ta đâu có đâu nè, của nó nè, của này ta bằng thẳng lên nè. Thằng này nó cũng bằng nó, mà ở đây nè hình như nó cong, mà lưỡi của mình thấy nhìn nó nhỏ gọn hơn, đâu có nhỏ gọn hơn đâu. Nó không nhỏ gọn hơn thôi lắm, nhưng mà nhìn nó lạ mắt sao đâu á. Nó là cái dòng là nguyên bản, nó là lưỡi đơn. Và một cái khác của thằng này nữa đó là mấy cái kỹ số của nó ha, để cho nó đầy đủ của nó như vậy. Đầy đủ của nó là đây kìa, 2, 4, 6, 8, 9 à, 9 à, đây kìa, như thứ tự rồi, thứ tự như mấy người kia chứ gì. Mình chưa cắt, mình chưa biết nó sao nữa. 1, 4, 1, 3, 4, 6, 8 phải không? 2, 1, 2, 3, 4. Không có 1, 7 hả mà. Đúng rồi, nó không có 1, 5 với 1, 7. 2, 4, phải rồi. Vậy là các bạn mua những cái cây magic như thế này, hoặc giả như thằng LV này, nhưng mà nói thằng này đi, các bạn sẽ thấy một cái điểm chung của nó, cái đủ bộ của nó không, là từ 1 đến 8 thì đa phần nó tương đương là từ 3 đến 25mm đó. Nhưng mà khi các bạn mua về, các bạn mở hộp ra thì cái bộ cỡ của nó chỉ có là 1 nè, 2 nè, 3 nè, 4 nè. Ông nội năm ông đi nhậu cũng không về, không có ông năm nắm đầu bà sáu vô nè. Rồi chú bảy thăng hồi đời nào, năm 73 tới giờ không, bà không còn nữa, còn cho chú 8. Có nghĩa là cái điểm chung của nó, giờ anh em sẽ thắc mắc lúc đầu cũng vậy nữa, sao này mình tìm hiểu ra ta nói biết. Không phải ta lấy ra ta bán, không phải ta lấy lại ta ăn vọng gì đâu, nhưng mà cái nguyên bản các bạn mua về, cái bộ cử của bên cái nhà sản xuất nó đóng cử, có nghĩa là nó không có số 5 và số 7. Cũng như hai cái số đó ít sử dụng á, nên số 5 số 7 không có ha, có nghĩa là đúng của nó là từ 1 đến 8, nhưng mà các bạn khi các bạn khui hợp ra các bạn chỉ thấy là 1 2 3 4 6 8. Thì các bạn cũng đừng thắc mắc ha. Cái đó là tại vì nó như vậy rồi, chứ không phải mà cái người mà người ta bán người ta lấy lại để mà người ta
bán chỗ khác gì đó không phải à. Đó xem tới đây anh em nào mà đã từng mua mà sẽ biết đó. Cái thằng này bây giờ mình nói đây cái nó có mấy cái cử độc lắm, mình không cần phải mua riêng. Nó có chung là 1.5 nè, số 0 1.5 mili ở đây, 1/6 1.5 ở đây, 1/2 là 4.5, có nghĩa là cái bộ này với thằng kia nó giống nhau, nhưng mà nó có cái này nè 2.4 nè ngang. Đó, cái gửi số đó là 2.4, các bạn thấy. Nhưng mà máy magic này là chỉ có 1-8 với lượng 1.5, 4.5, 2.4 làm gì có. 2.4 có trong thằng này, thì cái thằng Oster có 2.4. Cái cử của nó chỉ là thiết kế hình như là cho nó không, phải không? Rất là chắc chắn luôn nè, các bạn có thấy cái ngàm nè. Nó không có, nó là nhựa bình thường nha, mình thích xài cử nhựa thôi. Biết ghiền luôn, ok, 2.4. Còn như mình để mình lắp vô này thử coi. Dừa nậu ấy. Nọng. Dừa nhưng mà không được, rất là dễ dục luôn. Đồng ý các bạn nghe cái gốc nè, cái gốc nè. Đó, cứ như bẻ cổ. Đó không? Rất. Nhưng mà đụng nhẹ vô thôi. Trời này xạo ghê, thổi sao văng được. Ấy nhẹ gì thôi là nó rớt nè. Còn thằng này nữa không, tại vì cái nguyên bản của nó. Nó cũng nghe ha, nhưng âm thanh nó khá cứng nè. Sao đồ riêng sao nó cứng dữ ta. Cỡ gâu ông này gắm cầm bà kia, các bạn này đụng nhẹ vô nè. Đó không. Cỡ như mà gắn cái thằng này gắn cái thử của thằng đây. Thằng này gắn thử cái lưỡi thường nè. Lưỡi của anh đít nó thường nó dài hơn. Nó dài hơn nữa, bạn thấy nè, không có tới nè, không. Nè. Vẽ không không tới đó nè, đó. Gãy. Gãy ổn. Đó. Sao tự nhiên mình bị liệu dữ ta. Các bạn thấy hai cái cự ly của nó dài nè, dài ngắn rõ rệt nè. Đó. Nên LV này mà không có xài là vậy, có nghĩa là cái này cũng như là cái kỷ niệm, những cái cây mà mình xài thì kỷ niệm của từng người. Mà nó mới gỡ tới. Nó xuống dưới mình có đồ mới mình xài. Cửa gì bán? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ok, đúng bộ của nó. Đó thì cái thằng em lấy cái cây cái thằng 19 là dân coi nữa coi. Cái thằng heo vị này mình nét qua ha. Đó, nếu mà được thì các bạn cứ trải nghiệm, các bạn sống thử, các bạn lên mạng các bạn gọi chữ Andit An Vị thì các bạn sẽ nhảy ra cái hình ảnh, cũng như là bạn giá nó thì nó chênh lệch như thế nào đó. Và nhiều anh em hiện tại người ta vẫn đang săn lùng cái mặt hàng này, mặt hàng mà có giới hạn. Các bạn cứ tưởng này là trùm cuối trong cái dòng công đơn của mình, nó không có, này là dạng cùi mía thôi, nó không số má trong cái này vậy. Nó chỉ được duy nhất một cái á, là nó phiên bản đặc biệt thôi. Thì mà như mình có nói rồi, hôm nay mình nói lại nè, chưa cắt tóc thôi, thì công đơn mình chỉ mua về để mình thử thôi. Gì mà ở đây nè, nguyên cây ở bển. Cái này lúc bảo mình mua về nó 160 đồng bệnh á, về tới mình cũng 3.000.000 á. Nguyên bản nguyên xì luôn, các bạn thấy nè. Nguyên khối nó là thép hết. Con này mẫu nhựa thôi. Nhựa thôi, nó phần chính á. Lưỡi đơn bình thường. Nó đâu có gì đặc biệt đâu. Các bạn thấy cái lưỡi đó nó dày bịch luôn, cắt bỏng gì? Thiệt. Nhưng mà cái giá lưỡi sọc, nhưng mà cái giá trị của nó là nằm ở cái phiên bản giới hạn, có nghĩa là Wallet bằng trăm gì nè, có nghĩa là cái kỷ niệm của nhà sản xuất người ta 100 năm hay gì đó, ta mới là chế sản xuất ra là bao nhiêu cây, 1.000 cây hay là 5.000 cây hay nhiêu đó, rồi không sản xuất nữa. Rồi cái thế hệ của mình hiện tại giờ sẽ không bao giờ thấy cái bản này một lần nào nữa. Nó hình như nó có bản gold hay bản gì mà màu vàng nữa đó, nhưng mà bản gốc của nó không thấy nữa, tại nó mình đâu sống được 100 năm, giữ 100 mấy chục tuổi ai đâu sống lột xác hay gì. Nội này các bạn, khi mà mua các bạn thấy mua của nó về, các bạn thấy là nó được cái gì đâu.
Thêm nữa có cái cục sạc với lại cái chai dầu chứ không có gì. Không có cử. Không có chỗ phổi, không có bất cử gì. Chỉ có gì nhất. Thêm nữa có cục sạc thôi. Chai dầu mình không tính. Dầu ba dầu nó mắc mang. Đó, thì chỉ mua được cái tông đơ là tính cái tông đơ với cục sạc này rồi đó. Hiện giờ trên Facebook mình vẫn thấy là nhiều người ta nói ừ bây giờ ai còn cái này mà mới nè, nhiều cũng mua mà thôi không có đâu. Tôi nói thiệt mấy ông nào mà có mới không để ra đi, tôi quyết định tôi không xài, tôi không bán. Đợi tôi không nhờ được, đợi con tôi nó nhờ, tại vì sau này các bạn biết nó là mặt hàng cổ, mặt hàng nó hết cái phiên bản rồi. Cái hàng kỷ niệm không ta? Bây giờ các bạn mua 160 phải không? 160 đồng phải không? Biết đâu tôi đợi con tôi nhảy lên là cũng 160 nữa mà 160 ngàn á. 160 ngàn đô á. Biết đâu mình con tôi nó không xài, sau này tới đời cháu nó 160 triệu đô á. Cuộc sống là có quyền mơ phải không? À, mà ông thấy cuộc sống có quyền mơ chứ không có gì hết á. Ờ hết rồi. Để nói thì bây giờ tạm thời trước mắt là cái dòng mà trong đơn cắt. Thì hiện tại của mình là mình đại khái thôi chứ nó còn. Nó chỗ còn nhóc chân rồi cũng như là nó vòng vòng vậy không à. Rồi bây giờ mình sẽ đi mình lướt ngang cái dòng tông cắt có dây và không dây này. Và bây giờ mình sẽ đi tới cái dòng trimmer như mình nãy nói nè. Có trắng lai không dây cũng như là có dây. Các bạn đừng rời màn hình nha. Cái video nó hơi dài xíu thôi. Nhưng mà nó có lợi. Tới cái dòng bấm viền đây. Các bạn thấy trước khi mình vô mình nói mình rất là thích từ tông cắt tới đồng bóng gì, mình thích cái thằng của thằng Andit đồng cơ nó mạnh lắm, nhưng mà có nhiều cái mà cái lỗi nó mà thợ nó không biết sửa, nó không biết gì thiệt. Gần như là chỉnh không được thằng này. Andit sờ ti N2 có nghĩa là anh biết sti lên 2 đi. À, vậy đi. Đây, không biết thấy không nữa. Ừ, như vậy chắc thấy nè. Cái này hình như cũng triệu mấy. Hay là mấy trăm thì không biết, không không có mấy trăm đâu. Giờ sư mình tính là 1 triệu đi. Cái ưu điểm của nó. Máy mạnh. Các bạn cắt thay á. Các bạn không dùng cái bodin đó. Các bạn ủi lên đi. Nó sát cấy thì chàng nhà bodin luôn, thậm chí mà gần sát hơn luôn. Và bằng chấn lai nó cũng rất là nét luôn, tại vì nó là thuộc cái dạng chấn lai mà có cái kết cấu đó là nó không có đẹp thôi. Nhưng mà cái lỗi duy nhất của nó, cái thằng này á, hình như là mình cũng gần cái chục cây này nè, ta cho không à, mà hiện tại mình sử dụng được con thằng gửi đi sửa được đó, gửi đi sửa cái người mà mình nói nãy gửi sửa cái ót mình không nói tên được, chuyện làm ăn của người ta, anh sửa được anh nói được, không được anh nói không được. Đem về có xài được đâu, gửi 5-7 cây, gửi mày 5-7 cây loại này nè. Gửi về cha. Mừng chín không có gì. Không ăn uống gì chứ. Đổ thừa là tại cái tần sức điện, điện gì để điện người ta xài điện chuẩn ở đây. Mà không chơi người đó nữa. Đó. Cái lỗi của nó là nói chung là không phải riêng cái người đó, nhưng mà rất là nhiều người thợ. Người ta nói ừ sao mà khó sửa quá, thậm chí là mình không biết nó bị cái gì luôn. Các bạn biết là nó đang như vậy nè phải không? Đang ủi nè, nói thiệt nha, đang ủi như vậy ăn bình thường phải không? Các bạn tắt máy. Các bạn quay ngang các bạn. Cắt lượt 2-3 cây này đi. Quay là ủi nó không ăn. Ủi nó không ăn một cộng là cái thứ nhất. Cái thứ hai là đưa lên rồi nó dính. Nó nhậm nhầy vậy đó. Châm dầu không ăn. Rồi để đó không ăn. Có khi 5-7 phút các bạn quay lại các bạn ăn. Rồi có khi các bạn một tuần lễ sau nó mới ăn. Rồi cái bệnh nó chung lên. Thì tôi mà cái quỷ nào mà sản xuất này tôi hỏi nó, lúc đó mình bị lẫn, bị phê đồ vậy mà mày sản xuất gì kỳ vậy. Nó cái lỗi duy nhất con này là nó khó sửa, nhà thợ mà mình là khó tìm được nguyên nhân của nó, chứ không phải là có nghĩa là bên cạnh đó mình chỉ biết một số người thợ thôi, cũng nhiều người thợ người ta cao tay nhưng mà mình chưa có tìm đến hay gì đó thì mình không biết vấn đề đó. Anh em nào biết thợ cao tay các bạn có thể comment bên dưới để mình liên lạc với người đó thử là sửa được cái dòng này không. Không phải riêng dòng này đó, các bạn có quyền các bạn trải nghiệm, nhưng mà nếu được mình xin, mình khuyến cáo là các bạn đừng nên mua dòng này. Mà hình như cái thị trường Việt Nam cũng thấy ít ai bán dòng này lắm thiệt, chạy chứ ít thấy ai bán luôn, tại vì cũng nhiều người hỏi là anh ơi mua ở đâu, mình cũng hỏi mấy người thợ có không, nói không có bán dòng này, giờ nó hiếm lắm thiệt. Mình còn cần cái chục cây này mà mình xài được cây, còn mấy cây kia nếu mà xài được thì thôi, tại nó vip mà nó vip
Đó, bạn thấy không? Đó là anh Đít tài liên 2 vậy đó. Đây cũng là trắng lai, còn này cũng anh Đít đó nè. Đây. Ta cho không à, nhưng mà nó từ đầu đó. Thằng này với thằng kia nó cũng có y chang một cái nhược điểm là gì đó. Không phải gì nha, tại vì lâu quá không xài. Cái thằng này các bạn để ý cái độ lưỡi, cái độ răng, cái chiều dài, cái chiều sâu của cái răng của nó nè, nó sâu cái đã luôn vậy đó. Này tại làm biến chậm dầu vậy thôi, nó cũng y chang vậy, nó nhẹ hơn kia mà kết cấu nó là các bạn thấy là nó không đẹp, bén hơn kia nữa, nhưng mà đang ngồi y chang đi đó, đang ngồi ăn cái buông ra cái rồi mà 8 tháng rồi chưa ăn nữa. Các bạn cũng đừng nên mua thằng này. Mình chỉ thấy anh Điếp thôi, ở đây là nhựa mà mình không thấy được cái chữ gì cho, chỉ thấy duy nhất được chữ anh Điếp thôi. Nó cũng là của Mỹ. À các bạn đừng có mua nữa ha. Đây. À cũng anh Điếp ở đây. Đó các bạn thấy không? Mà có nghĩa là nó sẽ còn rất là nhiều dòng anh Điếp trắng lai ha. Nhưng mà mình biết nhiều thì mình nói nhiều thôi. Chứ mình không biết hết được. Nhặt mũi à. Đó là cây này lúc đó mình cũng đi sửa, gửi sửa hồi nãy nè. Nó bây giờ các bạn thấy đó. Là nó là sửa ok hết rồi. Về mình đem lên mình thất vọng, rất là thất vọng những người này. Anh sửa được, anh nói được, anh không được, anh nói không được. Nhưng mà tiền anh vẫn ăn 100%. Mới đem về mình ủi được một hai cái ăn bình thường. Rồi cái thứ ba, thứ tư cái mình thấy nó có vấn đề gì đó, cái mình đem đi. Và cuối cùng thằng này là nguyên khối. Nó là nặng hơn mấy thằng kia. Và mình cũng khuyến cáo các bạn đừng rớ tới mấy thằng này. Không em. Rồi đây tới cái dòng này, tới dòng này nhiều anh em tôi quan tâm dòng này nè. Ai thích dòng này chứ thực chất mà nói á, mình chỉ thích được có nó duy nhất là mái tóc mà còn hơi dài dài á, giả sử các bạn ủi mà tóc chảy nè, các bạn chấn thì nó ok nha. Còn như mà cắt phay mà vô sát nó chấn ít ăn lắm, nhưng mà mình thấy vẫn nhiều người ta sử dụng. Có nghĩa là mình thấy cái lưỡi nó dày hơn, lúc nào nó cũng dày hơn cái thằng anh Điếp chân á. Rồi quên đó, nó bị đai rồi. Này thì theo lời, đó các bạn mà anh chàng nào, anh chị nào có tính dịu dàng á, bằng sắm này nè, cái tính thùy mị nha. Cái bằng sắm này đây thiệt, nó gọn, bị đã luôn. Nó vẫn ăn bình thường, chứ nó không phải là nó không ăn, nhưng mà nếu mà được chọn, mình sẽ chọn cái thằng anh Điếp mà một chút xíu, mà sẽ đấy. Đây qua đi theo lời cái hiệu bay trên này, đi theo lời thì trước mắt mình thấy đó, mình có hai cái, mình nói hai cái nó có hai mẫu nè. Cái này là nó bạc luôn với vỏ đen, còn này là vỏ dưới là vỏ màu huyết thì nó cũng vậy thôi nè. Kích cỡ này là mình thấy nó y chang này, nhưng tiếp này bự hơn đó ta. Ừ, không phải qua tại là mắt mình nhìn thôi chứ nó hình như nó vậy á. Nó thì nó cũng mình độ cái giá nó mình có chuẩn nó có triệu mấy à. Đó thì nếu mà mình nói lại ha, cái dòng riêng cái dòng mà bấm viền không dây này mà đi theo lời này, nó đã có không dây từ lâu rồi. Nó cũng có khoảng đâu năm nay hay năm nay nó không biết nữa. Chắc khoảng năm nay gì à. Ừ, khoảng năm nay nó đã có không dây rồi. Thì các bạn cứ trải nghiệm ha. Không dây các bạn biết thì đa phần cái dòng tông đơ mà không dây mà cái thằng có dây thì lúc nào nó cũng chênh lệch gần như là gấp đôi. Các bạn cứ trải nghiệm ha, nếu các bạn có điều kiện. Nói gì rồi, bên cạnh nó có dây là thằng này đó, mình thích thằng này nè. Các bạn xem rồi các bạn thấy nè, thằng này hiện tại mình cũng có chục cây này nè. Cái lưỡi nguyên bản nó thì các bạn biết là cái lưỡi trắng, còn lưỡi này là lưỡi mình độ nè, lưỡi này mua riêng nè. Lưỡi nước đó nhiều nè, quên nè, 6-700 hả? Cả ship về Việt Nam 6-700. Ừ, các bạn thấy nè, nó cũng là anh Điếp ha. Này kết cấu này y chang nè. Nó khác, này hai ốc ngang nè, này một hai ốc xuôi nè, này ba ốc, này hai ốc bị không tính nè. Thằng này lưỡi này nó dày hơn lưỡi này, lại mỏng. Các bạn tin mắt các bạn sẽ nhìn thấy nè, có một cái lạ cái nè, nó có một cái đường trắng nè. Cái đường trắng này là sao? Cái đường trắng này bởi vì nó tạo nên cái độ bén của cái thằng lưỡi đen này. Lưỡi đen này là cũng nhiều anh em hỏi là Pro Max nè, Pro gạch Mate đó, để các bạn lên đây các bạn gặp
tôi đọc tiếng Việt Nam mate ra được không? Tôi thích đọc mate, tôi là người Việt lúa mà. Động cơ anh đít thì mình nói rồi, các bạn thấy đó, cái này cũng không có dầu nè. Mấy nãy cũng nghe chung mình cũng lâu, bây giờ nó mới ồ vậy nè. Thằng này là teo lai phải không ta? Anh đít có dây teo lai và nó vẫn đã có không dây rồi. Chỗ nó nói không chứ nó có không dây rồi, cũng y chang gì nhưng mà không có dây, rất là gọn. Và các bạn có điều kiện các bạn nên quất hai thằng 3.8 thì nó có điều kiện mà. Nhưng mà tôi nói trước nha, anh em nào mà đang sử dụng cái cây này đi, nguyên bản thì giả sử có dây không dây mình không biết nha. Quên nữa, cây có không dây mình có cây không dây. Mình có làm riết rồi, mình vẫn có một cây không dây như thế này luôn, y chang luôn, cũng người ta cho mình á, người ấy cho mình á. Nhưng mà thôi mình không xài nữa, cái đó mình nó bị tàu lão xế vậy, mình sẽ độ lại rồi mình sẽ đóng vô tủ kính, mình không xài. Thì các bạn sẽ thấy nè, rồi các bạn anh em nào mà xài mình nói nè ha, các bạn xài đang xài cái dòng này nguyên bản là cái lưỡi trắng như cái lưỡi này đi, nguyên bản nó bạn biết rồi. Rồi các bạn thử, các bạn đặt mua bộ lưỡi này các bạn xài đi, các bạn sẽ không bao giờ mà gỡ thằng lưỡi trắng nữa. 95% cộng nó không bao giờ gỡ cái thằng lưỡi trắng, nếu mà các bạn đã gắn cái thằng Pro Max này vô. Nó rất là khác xa, còn cái đường trắng này các bạn biết nè, là khi người ta đã mài bén bình thường rồi, người ta sẽ cái máy ta sẽ liếc nhẹ một cái góc, một cái đường nè, đường chúng ta thấy nè. Xíu thôi. Thì cũng như cái kim nhật vậy đó, các bạn thấy nó cất lên uổng độc lắm. Đó. Các bạn thử đi ha. Thử các bạn bấm đi. Thôi lạnh hồn, tôi nói thiệt. Đó. Đó là cái dòng mà đại khái có mấy dòng, mình có nhiều dòng mình ấy thôi, có nghĩa là anh đếp với lại đi theo lời mà có dây. Rồi bây giờ chúng ta sẽ giải lao 5.5, chúng ta đi tới dòng mà anh đếp không dây mà thôi. Anh đếp không dây có gì đâu, nói luôn đi. Ừ. Đây. Đó, bữa có mình nói rồi, mình nói sơ lại thôi, tại vì lỡ nó dính chùm rồi. Thì cái thân máy này là thân của Trung Quốc. Cái lưỡi dưới là lưỡi của Mỹ. Lưỡi trên là lưỡi của Trung Quốc. Thì mình sẽ ráp lại. Việt Nam mình có bị nhiều năm chuyển sư nhiều lắm, nhiều kỹ sư đem về phải không? Giả sử bữa nay nó sản xuất, nhà sản xuất nó sản ra hôm nay là sản xuất ra cái lô xe đó đi, thì các bạn tin đi, ngày mơ các bạn là mấy tiệm phụ tùng là có phụ tùng chứ. Việt Nam mình độc lắm, nó cũng như nguyên bản của người ta mà mình không có tiền mình mua nguyên con Mỹ thì mình các bạn thích đây, mình rất thích thằng này nha, nhỏ gọn cực kỳ, các bạn ta tò hay các bạn chấn lai rất là gọn, còn cực kỳ luôn, chế độ pin của con này nó cũng rất là lâu hết. Thằng nguyên bản Mỹ nó hình như 1.4-1.5 triệu vậy không? 1.6 triệu luôn hả? Rồi mình tính 1.5 triệu đi. Còn thằng này là cái thân nó là nguyên cây của nó Trung Quốc là 700. Cũng tùy vỏ bán thôi. Mình tính sao anh mua về đây 700, cái lưỡi thì nó 500.2 triệu. Với 1.6 triệu các bạn tiết kiệm được ấy, nhưng mà nếu được thì các bạn mua nguyên cây Mỹ cũng được. Còn nhưng mà mình thích. Nếu mình cầm 1.6 triệu mình sẽ giữ được 400. Mình sẽ lấy cái này thiệt. Cái máy nó mạnh hơn. Lâu hết pin hơn Mỹ ngã ngộ vậy đó. Đó là dành cho những anh em nào mà vẫn là chấn lai chấn viền đó, nhỏ gọn hay các bạn cầm rất là điêu luyện rồi. So. Các bạn cầm nó rất là ấy, nhỏ gọn các bạn. Ừ là anh đít. Sao màn hình tối hồi. Hết pin đi bớt. Ấy cái cục sạc. Khoan gái xíu đi để nói hàng này hết đi rồi đấy. Đó nên mà anh em nào mà thích cái nhỏ gọn thì bạn sắm này ha, có quyền nguyên bản nhưng có quyền lắp ráp như mình. Nên dân bình thường thì trước mắt nó dòng tấm viền đó thì các bạn thấy có thằng này. Hai này theo đít, anh đít. Thằng này thì đi theo là với anh đít mà anh đít đen đen mà mình khuyến cáo đừng có mua sử dụng đó thì các bạn thấy rồi đó. Thì các bạn có quyền chọn ha. Cái video này có nghĩa là chỉ là một cái tham khảo thôi. Còn bây giờ không phải đợi để mọi người phải đợi lâu, bây giờ chúng ta sẽ đi tới cái trùm cuối nè. Trên mạng bây giờ nó đang rất là xôn xao cái drama mà các bạn muốn cái trùm cuối của ai phải không? Ngày sau này chúng ta sẽ thấy được trùm sò. Đó các bạn thắc mắc là trùm cuối là nào phải không đây? Ngay cho tay chúng ta cho xem nè. Trùm cuối 1. Thôi, bất ngờ ở ngay rồi. Tôi nói thiệt, giới trẻ giờ hình như ít ai mà biết sử dụng này lắm. Cái thời xưa, cái thời mình học đó, mà nói tới mà U30 trở lên các bạn sẽ biết cái này.
hay gọi nôm na là cái tông đơn bắp tay. Giờ mình thấy là các bạn thấy là nhiều anh em ta cũng hiếu kỳ nó ấy lên nó cắt như nè. Đây nè, ấy là lắc nó lắc như cái đầu lân vậy đó. Đó các bạn thấy nè. Lắc nè, đó cái đầu lắc nè. Còn như mọi người biết cắt nè các bạn thấy nè, nó đâu lắc đâu. Còn này không biết nè, cũng cầm vậy lắc nè. Cái đàn này của Việt Nam. Việt Nam bạn nhìn biết liền à, không có hiểu bỗng như vậy đó. Trùm cuối một. Thì anh em nào muốn biết thì các bạn mình có làm một video cũng lâu rồi, cách này hình như cũng khoảng 2 năm vậy rồi. Mình có cũng có cắt một cái tóc bằng cái tông đờ bắp tay này. Nè. Hồi đó nội học cái này để mà cho đừng lắc như vậy nè, các bạn thấy nè, không lắc nè. Không lắc tuyệt đối mà như cái vật bất chi bất dịch nó cũng có mà chút xíu à. Còn nếu mà không biết không đưa lên nè. Nè, đó. Nó các bạn thấy nó khác ha, khác biệt ha. Các bạn sẽ để ý ngón cái nè. Các bạn sẽ để ý cái cách cầm nè. Đó. Có người mà biết thì những người mà lớn chút lớn hơn mình bằng mình các bạn sẽ biết. Đây, còn ngón cái các bạn để ý ta nè. Hồi đó vậy nè, cứ cọc cạch nhưng mà ta dẫn ra những cái tóc mà nói chung là theo cái thời đó nó tuyệt. Thậm chí tới bây giờ nó vẫn còn vời nữa chứ không phải là nó không vời đâu. Đó là trùm cuối 1 của Việt Nam. Trùm cuối 2 của Frank. Thì góc độ này chúng ta có thể là chúng ta không thấy được. Mấy cái này thời đó mà biết là nó đâu có đóng giả đâu. À, khó thấy lắm. Này là mình lẩm của mình tịch thu của ông đệ. Cái vàng này khi mà nhìn góc độ này các bạn có thể đây các bạn có thể thấy nè, răng nó cà chôm nè, có nghe người ta cắt nó mà nó mòn á. Này gọi là con ốc cánh chuồn. Bây giờ đưa mấy bạn trẻ giờ hỏi này là cái gì, tao nói ốc là gì chứ tên gọi nó là con ốc cánh chuồn, cũng như hai cánh đó nè, nhưng chuồn chuồn mà dễ dặn. Cái này là cái dạng mà xiết vô xiết ra nè, đó này dễ lắm, tháo lắp rất là dễ dàng luôn. Đây cũng vậy thôi, phần răng ha, mấy này để nữa để làm đồ cổ là hai cây, một Pháp, y là một Việt Nam, một Pháp. Mới có trùm hai rồi nha, nhất ba tam gì ba cái rồi. Mình còn một cây này mình cũng từng nói rồi. Giờ trùm cuối bắt đầu sẽ bài sẽ lấy mặt cái trùm cuối, nó sẽ từ từ lộ diện đây. Trùm cuối mà thường thường mấy già không à, răng rụng mẹ trơn đâu mà lú ha, đâu có tiêu à. À ở răng kia à. Đây các bạn thấy, đây mình sẽ nấu như thế này, cây này. Ừ, đây bây giờ mình điện con thầy mình thử coi. Mình điện con thầy mình đây, ông nói mà cũng mình cũng quên nữa. Thì cái số của ông mà đây 09. Mình hỏi cái giá thôi. Giá mua năm nào. Các bạn đợi mình xíu ha. Bây giờ này đi nhậu chưa nữa. Có đậu chuồng. Nhậu cái gì rồi? Giờ này mới hai mấy nhậu sớm vậy ta? Bao. Thôi. Có nghĩa là cái cây này là các bạn tưởng nó Oster nó mới nhập ở đây, không phải, không có đâu, sai lầm. Cái chữ Oster chào bá nè. Là mình học hồi năm 2000 đó. Thì đã có rồi. Mà các bạn thấy bây giờ các bạn nhìn kỹ nè.
cái dàn răng của nó này, nó mòn, nó cù lẳng hết trơn, nó nhọn quắc luôn rồi. Nó cùng so với cái này các bạn thấy nhìn trời giật luôn đó. Đấu giá ở đó nè, có nghĩa là khi mà mình bước vô học là ông thầy mình đã có, nói chung là cây này là VIP thì mình có hỏi đó, tại mình muốn gọi trực tiếp các bạn ấy nghe thôi, là lúc mình vô học đó là đã có rồi, thì có rồi mình cho trước đó là giả sử như là nó 5 năm 3 năm vậy đi, mà thôi mình tính tròn nó 20 năm thôi, tới giờ mà dắt mình đổi cho nó rơi vào tầm khoảng là 25 năm. Là ông thầy mình nói là bạn của ổng xách tay ở bển về, là cũng làm nghề đó, nhưng mà xách tay ở bển về rồi thấy đẹp rồi nha, ní ná rồi nha, chia lại. Là bữa mình hỏi lại hình như là ông nói là hình như là một chỉ vàng là thầy đó, là cái thời mà vàng, mà vàng 400-500 thì mình tính cây này đó là 500.000 chỉ vàng thời đó, bạn biết đó. Cây này nguyên con của Mỹ, các bạn thấy đồng thời mà để ý đây 30 nè, 3 số 0, hồi đó cũng cắt vậy nè, hồi đó mình cắt không, mình không chăm đụng như cây này nó thiệt luôn á. Tại mình thấy lúc đó cái, trong cái tầm mắt của mình á, mình nhìn cây này nó rất là độc, mà nó rất là đẹp, mà nó bén đã lắm, bóp cọc cạch nghe tiếng nè, các bạn nghe tiếng nè, khác nè, khác nè, mỗi cây mỗi khác nè, kết cấu cũng khác nè, tựa tựa thôi nhưng mà nó, mình thấy nè, đó. Made in USA đàng hoàng, nhưng mà cái góc độ này nó rỉ sét mà không có thấy rõ đâu. Mấy cái này cái tuổi mà lớn lớn thì người ta sẽ rành. Hồi đó mà nói mà tập, mình nói đó tập vậy nè, cũng cầm lược như giờ, nhưng có giờ ấy không à, giờ quá tiện. Hồi đó cứ vậy nè, để anh đùi tập vậy nè. Thì nói tới đây mà chú bác nào mà lớn tuổi mà sẽ biết nè, chú bác sẽ biết nè. Mà để mà trước khi mà tập mà vững được như thế này ha, này chỉ lắc một bên thôi nè, nó như là cắt mà dứt dắt cắt kéo rồi cắt một bên á, thì các bạn phải trải qua 10 bữa nửa tháng tháng gì đó, các bạn sẽ lắc vậy nè, lắc như cái đầu lân. Ông thầy mà nó, ông nói mình nhớ hoài, nói tập sao mà cho nó đứng một chỗ á, đừng cái chỗ này lắc, cái đầu này lắc nè, lắc thì mình đưa lên tóc các bạn sẽ biết nó liễn qua liễn lại vậy nè. Còn khi ta vững rồi á, nè đưa lên nè, vững lên cái mồm nè đó, còn khi mình lắc nè, vậy mình lắc mình không biết ấy nè, rồi cái đầu nó ra đầu gì mình không biết luôn ha, đó thì chùm cuối nè các bạn thấy. Và ba cây này mình sẽ để là làm kỷ niệm, mình không bao giờ bán, nhiều không bán gì nữa, mình nếu được giá bán. Rồi hết rồi đó, thì mà trước khi mà kết thúc cái video này thì mình cũng trước tiên là cảm ơn tất cả anh chị em trong cái thế giới tóc, cũng như là ai mà không có làm tóc mà vô tình mà xem mình thấy nó như thế nào, tìm hiểu đó, thì cảm ơn tất cả những anh chị em mà đang xem trước cái màn ảnh nhỏ này, đã bỏ hết thời gian, mình nghĩ có thể là mình chưa ghép clip lại, mình nghĩ chắc có thể là nó hơn giờ đó. Thì lâu lâu các bạn có thể bỏ ra 1 giờ hơn hay là 1 giờ các bạn xem hết cái clip này, thì biết đâu mà nó có những cái gì, những cái sản phẩm gì mà anh chị em mà đang học chuẩn bị ra ngày mà cần mua hay là muốn mua mà đang phân vân nên chọn A hàng B hàng Y hàng Z đó, thì các bạn có thể xem hết cái video này giúp mình đó, thì mình có như thế nào mình nói như thế vậy, còn nếu mà mình nói thiếu thì các bạn cứ bổ sung thêm, và mình nói sai các bạn có quyền chỉnh mình. Một video hoàn toàn mà dành cho anh chị em mà chuẩn bị mở cho mình một con đường mới, đồng nghĩa với là cái việc mà chuẩn bị mua sắm đồ nghề để mà trang bị cho mình một cái kiến thức, một cái cuộc sống gì đó ha, thì mình biết bao nhiêu mình nói bấy nhiêu thôi đó. Thì và một lần nữa thì đây chỉ là có video mà các bạn tham khảo thôi, chứ không nhất định là phải mua theo, mua theo nó vậy vậy không có, các bạn tham khảo thôi ha, cũng như các bạn đang tính sắm cái cây magic này nghe đúng ý, với là bữa giờ hỏi thăm người này coi quất, nếu mà nó có sự chênh lệch hay là đồng nhất giữa các ý kiến thì các bạn nên xem lại và giá lên. Bên cạnh đó nó còn rất rất là nhiều sản phẩm khác để mà chúng ta lựa chọn với giá thành hợp lý. Rồi không biết nói gì hơn ha. Rồi lần cuối cùng thì cảm ơn mọi người một lần nữa và chúc tất cả luôn gặp may mắn trong tình yêu, công việc cũng như là cuộc sống diễn ra hàng ngày.
hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những cái video mà những cái thắc mắc gì của các bạn đó, thì các bạn để lại comment bên dưới ha, và địa chỉ hay là cái gì liên quan thì nhiều anh chị em cũng hỏi là ở đâu đâu đó, thì các bạn cứ vô cái clip của mình xem, rồi các bạn chỉ cần nhấn vô cái tiêu đề của cái video đó thì tự nhiên nó sẽ nhảy xuống một khung ở dưới, rồi có những cái đường link hay cái gì đó các bạn cứ click vô đó đi, các bạn sẽ tìm hiểu, các bạn sẽ thấy. Rồi không nói nhiều, một lần nữa xin chào, hẹn gặp lại.